Xin chào tất cả các bạn đến kênh của mình. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn tiếp tục trải nghiệm quang lái của Duolingo. Mình cho bài chủ đề cơ bản cấp độ 4 bài 1. Hi, Duo. Yes. Vâng. Hi. Hi. Coffee and milk. À, về sữa. Yes. Okay. Hi. Xin chào. Yes, coffee. Milk, please. We want sugar. Yes, coffee. Yes, coffee. Milk, please. Hi, Duo. Hi, Duo. Tala, okay. Anh có đã học cái bộ môn lịch sử Đảng chưa? Sao không học? Chương trình của tao không có, hỏi nhiều. Thế sao lại không có? Không quan trọng như vậy mà anh không học. Ôi là trời. Ôi là trời ơi là trời. Đâu qua mà đúng không? Đây qua rồi mà. Đúng rồi, qua rồi. KTPM à, đây KTPM. Ok, hôm nay thật là buồn. Kiên qua Coffee and milk, please. Vui làm cho cà phê và sữa. Coffee and milk. Rice, please. Vui làm cho cơm. Broccoli. Hot tea. Hello. Right, please. Iced tea. That. Noodles, please. Broccoli. Iced coffee. Apple that. Cơm và mì. Có nhà vậy ta? Gì đây? Chuyện từ phần này. Con que gì vậy? Trời ơi, cái con que gì vậy? Ôi, con sắp mà ai không làm mấy thế này á? Hay quá ta. Đi. Đi em qua thông lâu. Hmm.
Ok. Nhìn thấy thương mày. Ôi, cú tê, chịu thở. To be. Tiêm qua thung lũng. Right and noodle. Hot coffee. Hot coffee. Iced tea, please. With Noodles and rice. Noodles and rice. Noodles and rice. Noodles and rice. Hot coffee. Please. Noodles, please. Anh làm ngàn tiếp không anh làm à? Sao? Noodles, please. Please. Chà đáng à. Làm á. Ai. Chị. Lì. Hot coffee, please. Em đang nhả cho em xem mua. Đi chứ. Hot. Hot. Coffee. Coffee. Please. Please. La la la. Bữa của chúng ta nói chuyện tạm dừng đây. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp mọi người bài học tiếp theo.